nhạc phim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 cho anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiếu phim này Thuận đã đánh ra và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sáng Bảy, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em đang mặc tóc của tiếng phim này mà không bị truyền nhiệt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng phim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra Thuận chỉ nhận cắt ghép chỉnh sửa lọc bỏ tắt rè và bản tất cả các loại tiếng phim di cư mới nhất theo năm tháng.